Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện nghiệp vụ mang tài sản cố định đi góp vốn vào công ty liên doanh liên kết. Với nghiệp vụ này có hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, tài sản cố định mang đi góp vốn, giá trị đánh giá lại của tài sản lớn hơn giá trị còn lại. Trường hợp thứ hai, tài sản cố định mang đi góp vốn, giá trị đánh giá lại của tài sản nhỏ hơn giá trị còn lại. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tài sản cố định mang đi góp vốn, giá trị đánh giá lại của tài sản lớn hơn giá trị còn lại. Tôi ví dụ, ngày 19 tháng 3 năm 2015, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất đá ốp lát đem đi góp vốn liên doanh liên kết với công ty cổ phần Phúc Đạt. Giá trị của dây chuyền là 7 tỷ 689 triệu đồng. Sau khi mang đi góp vốn, giá trị đánh giá lại của tài sản là 8 tỷ đồng. Quý vị thực hiện trên phần mềm theo hai bước. Bước thứ nhất, ghi giảm tài sản cố định. Bước thứ hai, hạch toán chênh lệch giá, đánh giá lại của tài sản cố định với giá trị còn lại của tài sản cố định đi góp vốn. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước. Bước thứ nhất, ghi giảm tài sản cố định. Quý vị vào phân hệ tài sản cố định. Chọn tab ghi giảm. Nhấn thêm. Quý vị có thể nhập tay lý do ghi giảm hoặc chọn lý do ghi giảm từ danh sách đã ngầm định sẵn trên phần mềm. Như nhượng bán thành lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác, trả lại tài sản cố định thuê tài chính, chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ. Ví dụ ở đây, tôi chọn góp vốn công ty liên doanh. Khai báo các thông tin, ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm MISA, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày trên chứng từ ghi giảm tài sản cố định. Số chứng từ là số chứng từ trên chứng từ ghi giảm tài sản cố định. Phần mềm thường tự động hiển thị số liên theo như quý vị đã thiết lập sẵn trong hệ thống tùy chọn. Quý vị chọn tài sản cần ghi giảm. Sau khi quý vị chọn tài sản cố định, phần mềm sẽ tự động tính toán ra hao mòn lũy kế, giá trị còn lại của tài sản cố định. Quý vị chọn tài khoản xử lý giá trị còn lại là tài khoản 222. Phần mềm đã tự động định khoản bút toán ghi giảm căn cứ vào thông tin ghi giảm tại tab hạch toán. Khai báo xong các thông tin, quý vị nhấn cất. Bước thứ hai, hạch toán chênh lệch giá, đánh giá lại của tài sản cố định với giá trị còn lại của tài sản cố định mang đi góp vốn. Quý vị vào phân hệ tổng hợp. Chọn tab chứng từ nghiệp vụ khác. Nhấn thêm. Chọn chứng từ nghiệp vụ khác. Khai báo diễn giải để quản lý các chứng từ nghiệp vụ khác được diễn giải trên danh sách. Nhập các thông tin, ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ. Chọn loại tiền hạch toán. Sau đó nhập diễn giải, tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền. Khai báo xong các thông tin, quý vị nhấn cất. Tại đây, quý vị có thể in được mẫu chứng từ kế toán mà MISA đã thiết lập sẵn bằng cách nhấn chọn chức năng in. Chọn chứng từ kế toán. Kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Trường hợp 2, tài sản cố định mang đi góp vốn, giá trị đánh giá lại của tài sản nhỏ hơn giá trị còn lại. Ví dụ, ngày 20 tháng 6 năm 2015, doanh nghiệp mang một chiếc ô tô đem đi góp vốn liên kết với công ty cổ phần Phúc Đạt. Giá trị của ô tô là 1 tỷ 371 triệu đồng. Sau khi mang đi góp vốn, giá trị còn lại của tài sản là 980 triệu đồng. Quý vị thực hiện trên phần mềm theo hai bước. Bước thứ nhất, ghi giảm tài sản cố định. Bước thứ hai, hạch toán chênh lệch giá, đánh giá lại của tài sản cố định so với giá trị còn lại của tài sản cố định mang đi góp vốn. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước. Bước thứ nhất, ghi giảm tài sản cố định. Vào phân hệ tài sản cố định. Chọn tab ghi giảm. Nhấn thêm. Quý vị nhập tay lý do ghi giảm hoặc chọn lý do ghi giảm từ danh sách đã ngầm định sẵn trên phần mềm. Ví dụ tôi chọn góp vốn vào công ty liên kết. Nhập các thông tin, ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ. Chọn tài sản mang đi góp vốn. Sau khi quý vị chọn tài sản cố định, phần mềm sẽ tự động tính toán ra hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của tài sản cố định. Quý vị chọn tài khoản xử lý giá trị còn lại là 222.
Đồng thời, phần mềm đã tự động định khoản bút toán ghi giảm, căn cứ vào thông tin ghi giảm tại tab hạch toán. Khai báo xong các thông tin, quý vị nhấn cất. Bước thứ 2, hạch toán chênh lệch giá, đánh giá lại của tài sản cố định với giá trị còn lại của tài sản cố định money góp vốn. Quý vị vào phân hệ tổng hợp. Chọn tab chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn thêm. Chọn chứng từ nghiệp vụ khác. Quý vị khai báo diễn giải để quản lý được chứng từ nghiệp vụ khác được dễ dàng trên danh sách. Nhập các thông tin về ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ. Chọn loại tiền hạch toán. Nhập diễn giải, tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền. Hạch toán xong, quý vị nhấn cất. Trên đây, tôi đã hướng dẫn xong quý vị thực hiện nghiệp vụ mang tài sản cố định đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công. Trong quá trình làm, anh chị có vấn đề nào thắc mắc, cần được giải đáp và hỗ trợ thì anh chị đừng ngại tham gia và đăng bài trên cộng đồng hỗ trợ MISA SME nhé.